Chị Anh có nhận được một vài câu hỏi từ một số bạn đều hỏi cùng một vấn đề, đó là làm thế nào để tìm được một mentor, tức là một người chỉ dẫn, một người hướng dẫn cho mình, một người gọi là một người thầy trong mặt kép khi mình ra trường hoặc là khi mình đi làm. Thì nhiều khi chúng ta có thể, nếu may mắn thì có thể tìm thấy được một người gọi là một người thầy xã hội của mình. Và vì vậy có một số bạn hỏi là tìm mentor như thế nào để giúp mình định hướng, có cách nào để mình tìm được một sự hỗ trợ để không phải vấp phải khó khăn hoặc là mất nhiều thời gian tìm tòi con đường của mình, tìm được một người nào đó để chỉ dẫn cho họ. Chị em muốn nói một điều khá là trung thực, đó là người thầy giáo hay là người chỉ dẫn tốt nhất cho bạn chỉ trên đời này chỉ có là chính bạn thôi. Có thể ở Việt Nam mọi người quen với khái niệm thầy cô, mọi người quen với khái niệm là xin ý kiến và tìm một ai đó lớn tuổi hơn, kinh nghiệm hơn hoặc là có vị trí xã hội cao hơn để góp ý, để dẫn dắt mình, để đưa mình vào đời. Nhưng mà thực tế là những người đó rất ít. Những người đó, kể cả họ có làm thế thì tại sao họ phải làm thế? Tại sao họ phải giúp bạn khi bạn mới vào đời, hoặc tại sao họ phải giúp bạn khi bạn chưa mang lại cái gì, khi bạn chưa chứng tỏ được cái gì, khi bạn còn chưa bắt đầu cái sự nghiệp hoặc là cái hành trình của mình, tại sao họ phải giúp bạn? Mọi người đã bao giờ nghĩ thế chưa? Nếu mà bạn 10 năm vật lộn trong kinh doanh hay trong một lĩnh vực mà mình đang làm việc và mình không có một không tìm thấy một một con đường, nếu mà bạn 10 năm hoặc ít nhất cũng phải 5 năm đã tự cố gắng và không tìm ra được con đường, thì đúng lúc đó bạn có thể tìm hiểu xem mình có thể nói chuyện với ai, viết thư hay là hỏi qua người quen bạn bè xem có biết người này người kia kinh nghiệm trong ngành này có thể cho mình ý kiến được không. Còn nếu bạn chưa có gì, bạn còn chưa bắt đầu, bạn mới ra trường hoặc là mới đi làm được một thời gian ngắn, chưa đến 3 năm, chưa đến 2 năm, thì việc gì họ phải mất thời gian của họ để giúp bạn, để dẫn đường cho bạn, để chỉ dẫn cho bạn. Họ cũng phải lo cho cuộc sống của họ. Tất cả mọi người đều có một cuộc sống riêng của mình. Và có lẽ cái này nghe cũng cũng hơi hời hợt, nhưng mà sự thật là không ai quan tâm đến bạn đâu. Có thể là bạn bè, gia đình, mọi người quan tâm đến bạn về tình cảm. Nhưng mà rồi sau đó ai cũng sẽ về nhà của mình, ai sẽ cũng sẽ lo cho việc của mình. Hôm sau ai đi làm cũng sẽ chỉ lo cho công việc của họ. Thực sự là không ai sẽ có thể dẫn dắt bạn đi từ điểm đầu đến điểm cuối. Vì vậy bạn hãy bỏ cái suy nghĩ đấy đi, là muốn tìm một người nào đấy để dẫn dắt mình, mà mình hãy tự làm việc, tự phấn đấu để tự mình dắt mình. Có thể mình dắt mình xuống hố, có thể mình dắt mình rơi xuống vực, nhưng mà mình cũng sẽ là người tự đỡ mình lên, tự đỡ mình dậy và tự đi tiếp. Và sau mỗi lần như vậy, bạn có những bài học mà không một ông thầy giáo hay là một người mentor nào có thể giúp, có thể dạy bạn được. Kể cả họ có những bài học của họ, nhưng bài học của họ liệu có áp dụng được cho bạn? Mỗi người là một yếu tố độc nhất trên thế giới này. Mỗi người có một cái nhìn độc nhất, không ai giống ai cả, và mỗi người đều có một hoàn cảnh xã hội độc nhất. Vì vậy,
Nếu mà bạn lúc nào cũng tìm một ai đó giống mình hay là một ai đó đang làm cái gì đó giống mình trước khi mình bắt đầu làm để tìm tìm một cái gọi là một cái đường tắt thì bạn đang phung phí thời gian. Thay vì nhìn người khác làm gì như thế nào thì tại sao bạn không tự nhìn vào chính bản thân mình là mình đang biết gì, mình đang không biết cái gì, mình cần bổ sung cái gì. Ở đây kiến thức luôn luôn rộng mở. Bạn có thể học trên mạng, bạn có thể học qua trường lớp. Bạn có thể chen thấy cách học hiệu quả nhất mà lại không mất một đồng nào ấy, là đi làm. Thay vì bạn nghĩ là cũng nhiều người hỏi chen cái này là nên học trường nào, khóa nào để có khả năng làm việc ABC. Chen nghĩ là việc tốt nhất là mọi người đi làm, mọi người hãy tìm cái công việc gần nhất với lĩnh vực mà bạn đang muốn đi theo. Và khi mà vào công việc, kể cả bạn chưa có tí kinh nghiệm nào, nếu mà bạn chấp nhận vào một vị trí thấp để học hỏi thì và bạn làm việc hết mình, bạn luôn là người đến sớm về muộn, bạn làm việc chuyên tâm, bạn chuyên nghiệp, cẩn thận, thì dần dần bạn sẽ được giao càng ngày càng nhiều trách nhiệm, bạn sẽ được thăng tiến, và trong quá trình đấy bạn sẽ học được vô số nhiều kiến thức chuyên ngành mà không thể nào bạn tìm được ở ngoài kia. Không ai có thể cho bạn những kiến thức đó. Và những người mà có những kiến thức đó trong ngành đấy thì tại sao họ phải cho bạn? Lúc họ chỉ dùng cái đấy để bản thân họ kinh doanh, hoặc là họ đào tạo cho nhân viên của họ. Những người nhân viên của họ sẽ góp sức và tạo ra giá trị cho công ty của họ, thì khi đó họ mới chia sẻ, khi đó họ mới đào tạo và dẫn dắt. Còn nếu bạn đang ở ngoài kia, bạn muốn tìm một ai đấy dẫn dắt bạn, dạy cho bạn hết những kiến thức bạn cần biết, thì chắc là bạn đang nghĩ rất là viển vông và bạn cần bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Và kiến thức không bao giờ là cho không cả. Bạn muốn có kiến thức, một là bạn trả tiền, rất đơn giản thôi. Một là bạn trả tiền đi nước ngoài học, đi học thêm khóa này khóa nọ, nhưng mà rất là tốn kém. Hai là bạn bỏ sức. Bạn bỏ sức tức là bạn đi làm thuê, bạn cống hiến về thời gian, về chất xám, và nhận lại, bạn nhận được đồng lương, bạn nhận được kinh nghiệm, bạn nhận được kiến thức. Và những người mà hỏi Trang không biết là họ bao nhiêu tuổi, nhưng Trang đoán rằng họ còn rất trẻ. Vì vậy Trang không hiểu tại sao họ vội vàng. Bạn không phải vội vàng, nghĩ là mình cần tiết kiệm thời gian, mình không muốn phải bắt đầu từ đầu không biết gì, mò mẫm. Bây giờ là lúc để mò mẫm đây. Nếu bạn đang 20 tuổi hay 23 tuổi, bạn có thể mò mẫm 10 năm cũng không muộn. Chị anh bây giờ 33 tuổi. Sắp quên tuổi mình rồi. Chị anh 33 tuổi. Chị anh vẫn đang mò mẫm. Sự thật là như vậy. Và nếu ai theo dõi chị anh từ đầu thì cũng có thể thấy là chị anh đã lên lên xuống xuống rất nhiều. Và trong cả quá trình đó, người duy nhất mà có thể gọi là dẫn dắt chị anh, đó là bố mẹ. Đó là, và hiện tại là chồng. Vì vậy, ngoài những người thân cận nhất của bạn ra, gia đình và những người gọi là cái xã hội nòng cốt nhất của bạn, thì sẽ chả có ai có thể đưa bạn một lời khuyên hay là một cái, hoặc là dẫn dắt bạn, nắm tay bạn đi trên đường đời này đến cuối. Và bạn phải dũng cảm lên, dũng cảm bước ra một mình. Sai, sửa, đúng thì phát huy. Và mạnh dạn làm vừa học. Cái gì không biết cũng sẽ học được. Con người sinh ra, một em bé sinh ra có biết cái gì đâu, còn không biết đi, không biết ăn, không biết ngồi. Nhưng mà qua năm tháng, cái gì em bé cũng học được. Và không ai dạy cho em bé được, em bé phải tự học, phải tự quan sát và tiếp thu thì mới thực hiện được những kỹ năng đó. Mặc dù nó là bản năng nhưng vẫn phải là học. Vì vậy bạn cũng phải thế, bạn phải bước ra đường đời, bạn phải quan sát, bạn phải chịu khó, phải học hỏi, phải khiêm nhường thì người ta mới muốn chia sẻ với bạn. Và bạn đừng nghĩ là sẽ có một người như một ông bụt sáng ngời là một người đỡ đầu giúp bạn vào nghề, vào ngành, vào thế giới. Bạn chỉ có chính bạn mà thôi. Nên chừng nào bạn không không lấy lại cái sự
sự độc lập đấy thì bạn sẽ mãi mãi luôn luôn trao cái quyền đấy cho một người nào đó khác, một người nào đấy ở ngoài kia, có thể là một người anh hay là một người chú nào đấy mà bạn nghĩ là người này sẽ giúp bạn, và xong đến lúc họ không giúp được, bạn vỡ mộng, bạn lại trách móc, lại cảm thấy mình không may mắn. Bạn đừng trao cái quyền đấy cho ai cả, hãy để chính mình là chìa khóa đến giấc mơ, chìa khóa của số phận của mình không làm được, mình lại bày keo khác, mình không bao giờ trách mình cả. Và thế giới này không ai có trách nhiệm phải giúp mình. Ai giúp mình thì bạn phải hiểu là vì đó là phúc bạn nhận được từ những điều tốt bạn đã làm trong quá khứ, và bạn càng được giúp thì bạn càng phải cho nhiều hơn và giúp người khác nhiều hơn. Như chị anh bây giờ, có thể chị anh không không thể nào đích thân dẫn dắt hoặc là giúp đỡ từng người một, nhưng mà chị anh quay vlog để chia sẻ, để là động lực cho những người đang cần nó, và đó là một cách chị anh đang cố gắng giúp các bạn. Nhưng chị anh chỉ có thể gợi mở thế thôi, mà bạn phải có phải lấy đấy làm động lực, làm khởi điểm để dấn chân đi tiếp. Và vượt qua những khó khăn trước mắt bằng chính đôi chân của mình, bằng chính đôi tay của mình. Nếu mà chừng nào bạn còn có sức khỏe, chừng nào bạn còn có tuổi trẻ, chừng nào bạn còn có nhà, có nơi để ở, có bố mẹ hoặc gia đình hoặc là những người mà đã nuôi bạn từ bé, thì bạn chả có gì phải lo cả. Cứ làm đi. Và chừng nào bạn chưa cố gắng hết 5 năm, 10 năm trong một lĩnh vực nào đấy thì đừng bảo là bạn cảm thấy bạn đã hết cách rồi. Ai cũng phải bắt đầu từ một đâu đó, nên điều quan trọng nhất là bạn phải bắt đầu. Đừng chờ ai đến giúp bạn cả, và đừng chờ một cái thời điểm nào đó thích hợp, lúc mà bạn có đầy đủ tất cả mọi thứ, bạn có đầy đủ bằng cấp, bạn có đầy đủ người quen xã hội, bạn có đầy đủ đường hướng. Khi thời điểm nào thời điểm đấy nó sẽ không bao giờ xảy ra, và cái điều duy nhất bạn có thể điều khiển được đó là hành động của chính bạn. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ dù là bạn chưa có gì cả. Bạn có thể bắt đầu ngay trang blog của bạn. Có bạn hỏi chị anh là bây giờ bắt đầu trang blog của mình có quá sớm không, khi mình chưa có tên tuổi gì cả? Không, không bao giờ là quá sớm. Nếu mà bạn làm một cái gì đó, bạn lập một trang web hay là trang blog hay trang Facebook, dù không ai biết bạn là ai, thì ít ra bạn đã làm điều đó cho bản thân, bạn đẩy nó ra, không, bạn đẩy nó ra thế giới. Nếu không phải một hai người nhìn thấy thì ít nhất cũng phải có, không, nếu không phải là 10 người hay 20 người nhìn thấy thì ít nhất phải có một hai người nhìn thấy. Và cái gì cũng phải bắt đầu từ số 0, sau đó đến số 1, số 2, số 3. Bạn chị anh cũng đã từng có trang blog không có ai đọc cả. Bài đầu tiên chị anh đẩy lên thì chắc chỉ có gia đình đọc hoặc là bạn thân đồng nghiệp đọc. Nhưng mà những người đó là những người đầu tiên, và chị anh tin rằng ai cũng có một mạng xã hội của riêng mình. Và nếu mà cái gì bạn viết ra, nếu mà cái gì bạn sản xuất nó thực sự ý nghĩa, nó thực sự tốt, hoặc là thực sự có tâm hồn ấy, có trái tim ở trong đấy, mọi người nhận ra được cái lòng đam mê của bạn trong đấy, thì nó sẽ có lan tỏa và nó sẽ có sức đi của chính nó sẽ là đôi chân để đi cùng bạn. Vì vậy bạn phải bắt đầu, và bạn phải bỏ cái suy nghĩ là bây giờ mình chưa ai biết đến, hoặc bây giờ mình chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ khả năng, chưa có người nào chỉ dẫn cho mình, chưa có ABC, bỏ hết tất cả những cái đấy đi, và nó chỉ là lý do thôi. Bây giờ là lúc chúng ta cần bắt đầu làm. Chúc các bạn may mắn và thành công. Bye.